chỉ cột kéo lúa này đóng bữa nay xong ngày mai giao nha các bạn. Bắt đầu là chiều mai là rồi là bắt đầu giao luôn các bạn ơi. Cột kéo này cốt bánh lăng 40 nha. Nếu các bạn nào có đặt cột kéo thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình nha mấy bạn. Bắt đầu đóng liên tục nha mấy bạn. Thì bây giờ có dàn chân là đóng cốt 35 nha mấy bạn. Nhưng mà mình kẹt dao người ta anh ra chưa làm cái xe đó nha. Đây. Các bạn nào có đặt cổ cốt 35 thì điện số điện thoại trên màn hình nha. Cái sườn đóng vừa xong rồi đó. Bắt đầu ngày mai là mình sẽ giao chiếc cổ này. Ngày mốt sẽ đóng cổ kéo cốt 35 nha mấy bạn. Cổ đóng đẹp lắm mấy bạn ơi. Hôm gài đóng nhiều thì người ta đặt với mình điện mình đóng thả mấy bạn. Bán hết rồi. Bắt đầu chiếc này là ngày mai giao. Xe đóng đẹp luôn mấy bạn ơi. Đây. Các bạn nào có đặt cốt 35 hoặc là cốt 40 thì điện thoại số điện thoại trên màn hình nha. Thì ông anh tư vấn rồi mình sẽ đặt nha. Địa chỉ ở đây là xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang nha mấy bạn. Còn có cái tên là ngã ba Lù Tẻ Chi Tôn nha. Điểm máy Di An là ngoài ngã ba Lù Tẻ Chi Tôn, vô đường Chi Tôn là nằm bên tay phải cách một cây số nha mấy bạn. Bây giờ là dàn chân cốt 35 nha mấy bạn. Bắt đầu chiều mai xe cốt 40 xong mình sẽ giao. Rồi bắt đầu sẽ làm cốt 35 nha mấy bạn. Nếu các bạn nào có muốn mua cốt 35 thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Đóng rất là đẹp các bạn ơi. Chắc này chở về chiều mấy bạn, nó hơi tối, các bạn thông cảm nha. Cốt 40 đi mấy bạn ơi, bánh lăng sắc sảo quá. Đây là động cơ 60 nha. Làm y mấy chiếc xe rồi mình giao mấy bạn. Một mẫu một nha. Đây là chiếc xe cốt 35 nha mấy bạn. Bắt đầu ngày mốt là mình sẽ quay lại đóng chiếc cốt 35 nha. Thì ngày mai tới chiều mới xong máy này mình sẽ giao. Xong chiếc cộ này rồi mình sẽ giao nha các bạn. Bắt đầu ngày mốt là mình trở lại đóng cộ cốt 35. Còn máy này, chiếc cộ này thì cốt 40 nha. Các bạn nào có mua thì liên hệ số điện thoại để ông anh tư vấn rồi mua sau nha các bạn. Còn bây giờ mình kết thúc video nha các bạn.
hẹn lại video clip mới nha. Chào tạm biệt các bạn.